Bài hát yêu thích của bạn đang bị nén ở chất lượng thấp khiến bạn mất cảm xúc khi thưởng thức? Hãy chọn ngay tai nghe Sony VKF-C500. Chiếc tai nghe với công nghệ khôi phục âm thanh tăng cường độ rõ nét, trung thực sẽ không làm bạn thất vọng. Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số DSEE có nghĩa là âm thanh ở tần số cao và âm thanh nhỏ sẽ được khôi phục lại một cách trung thực, tạo ra âm thanh chất lượng cao gần gũi hơn với bản ghi gốc. Bạn cũng có thể chỉnh nhạc theo sở thích bằng cách chọn cài đặt EQ trên ứng dụng Sony Headphone Connect. Ngoài công nghệ DSEE, VKF-C500 còn hỗ trợ nghe nhạc 360 Reality Audio cho bạn những cảm nhận thú vị về âm thanh vòm. VKF-C500 có thiết kế nhỏ gọn, tai nghe vừa vặn và thoải mái cho tai bạn. Hình dáng bo tròn không có góc cạnh mang lại cảm giác thoải mái khi đeo, vừa giúp chống ồn thụ động. Hộp nhạc hình trụ cực kỳ nhỏ gọn và dễ mang theo trong túi quần hoặc trong túi sách nên bạn có thể mang tai nghe đi khắp mọi nơi, nắp trong mờ với kết cấu giống như một chiếc kính mờ, giúp hộp sạc có kiểu dáng sang trọng phong cách. Bạn cũng có thể thoải mái nghe nhạc tới tận 20 giờ, trong đó 10 giờ ở tai nghe và 10 giờ trong hộp sạc. Thêm vào đó là khả năng sạc nhanh chỉ cần 10 phút sạc sẽ cho bạn thêm 1 giờ để phát nhạc. VKF-C500 còn hỗ trợ trợ lý giọng nói Siri Google Fast Pair kết nối nhanh và giảm độ trễ trên điện thoại hay trên máy tính và chống nước với tiêu chuẩn IPX4 cho bạn thoải mái vận động chơi thể thao, chạy bộ mà không sợ tai nghe bị thấm mồ hôi hay nước mưa. Tai nghe VKF-C500 có giá niêm yết là 2.290.000 đồng và khuyến mãi siêu hot khi bạn mua hàng từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 2021. Bạn sẽ nhận ngay được một voucher mua hàng trị giá 300.000 đồng. Nhanh tay đặt hàng để nhận ngày ưu đãi.